Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hôm nay đến với cái nội dung này thì em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một bộ mẹ con. Con mẹ là Pháp Cam, con là 3B cái. Đó, con mẹ này sanh lứa thứ hai nha. Con mẹ này đang mang thai, đang sanh lứa thứ hai nè. Con này mới đẻ được có 1 tháng nè. Đó, nhưng mà bộ mẹ con này rất là đẹp nha. Và kế bên là một bạn, phải gọi là một bạn kem pháp cực kỳ là đẹp. Con này là chừng nữa bự con lắm nè. Con bò này là con cái Pháp nha. Bò này dao động khoảng 6 tháng mấy tuổi rồi. Dạ em nghe hả? Dạ. À, cái đó em bán rồi hết rồi nha anh. Dạ. Cái đó em bán rồi hết rồi. Giờ chưa có bò giao tinh nữa, để em kiếm có rồi em alo cho ha. Anh mua bò tơ chữa không? Tơ chữa bên em giờ có 2 con chuẩn bị khám được nè. Rồi để em lưu số anh lại rồi coi chừng nào lên sóng em điện cho anh nha. Rồi rồi ok. Đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta thấy không? Con bò kem Pháp này thì chúng ta đang phân vân là không biết lấy giá tiền như thế nào mà nó đẹp quá, đúng không? Mình nhìn cho kỹ nè, từ dàn chân nè, nó đúng là nó đang gồng á. Em mới khớp mỏ nó lại và đang cột, mới cột lại cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta coi á, quay phim chúng ta coi á, nên nó đứng nó gồng, mình thấy không? Con bò nó đứng nó gồng mà nó còn đẹp như thế này, còn đứng tướng rỗng rảnh nó còn đẹp như thế nào nữa. Đó, trước mắt chúng ta là hình ảnh về chân móng cũng như là toàn thể về con bò. Và bây giờ em xin công khai cho bà con cô bác chúng ta biết được cái giá cả của nó luôn hen. Con bò này hiện chiều cao của nó là khoảng 1m1. Con bò này sái nghiêm chỉnh, lưng đôi, vai đôi, rúng yếm đầy đủ nha. Rúng yếm đầy đủ ha. Đó, lạt phạt luôn á. Đó, con bò này. Chân móng sò nha. Chân móng rất là đẹp luôn. Đó, con bò này thì nó dao động là khoảng 6 tháng tuổi và giá bán của nó đang có giá là 19 triệu. 19 triệu 500 ngàn. 19 triệu 500 ngàn nha cô chú anh chị các bạn. Chúng ta nên nghe rõ thật rõ nha. Con bò nó đang đứng cái tướng nó gồng mà nó còn đẹp cỡ này á. Nó bắt đầu là bây giờ nó chuyển sang nè. Nó đứng tướng rất là rỗng rảnh luôn. Thả đòn dài thứ nhất. Thứ nhì là móng sò. Đó. Cô chú anh chị các bạn coi nè cái dàn lưng của nó nè. Con bò này mà bà con cô bác chúng ta không mua là chúng ta không biết còn con bò nào để mua. Có 19 triệu 500 mà con bò cái này tướng nó đã coi nè. Trầu nó đẹp nè. Đấy cô chú anh chị của các bạn, chân móng sò cầm đứng thẳng, tướng tá khỏi chê luôn ha. Đó, rất là đẹp bò, sáng tích hoàn toàn nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị của các bạn. Bò giá 19 triệu 500. Lưng đôi luôn nè, mình coi cho kỹ nè. Chờ mình nhìn cái dàn lưng của nó nè. Hết biết cái dàn lưng, qua bự nữa chứ. Nè, mình coi qua bự nè, thấy không? Dàn lưng hết biết luôn, sái nè, nghiêm chỉnh nè, dò mới cột dây nó lại á, bò đẹp đó. Tướng thả đòn dài ghê không? Và kế bên nè, nó đi qua chỗ khác đi không, kế bên mình coi mẹ con nè. Con mẹ nè, con mẹ thì rất là đẹp. Con mẹ đang giữ con đứa thứ hai đó. Con là con 3B nè, nó mát sữa phải gọi là luôn nha. 3B nó lực nè, nó lực nó đẹp nè, thấy không? 3B mới đẻ có 1 tháng mấy à, mà coi dàn lưng của nó, coi dàn vú của con mẹ nè. Coi dàn vú nè, để em cho bà con cô bác chúng ta coi cho nó kỹ ha. Khi mà chúng ta mua con giống thì bắt buộc một điều là cô chú anh chị và các bạn chúng ta phải biết được con giống mình mua là con gì và cái giá cả như thế nào. Coi cho kỹ nha, nếu mà cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình nha cô chú anh chị và các bạn. Nè mình coi nè. Đó cái dàn vú của nó nè, thấy không? Hết biết chưa? Dàn rúng nè. Chân móng nè. Con này con mẹ này sái bướm nghiêm hoàn toàn nghiêm chỉnh luôn. Mẹ này to tàn ha. Sái tiền hai bên cổ. Đó, tình trạng ăn uống thì cô chú anh chị các bạn khỏi sợ ha. Con này. Bộ mẹ con này có giá là 46 triệu nha cô chú anh chị các bạn. Mẹ rất là mát sữa luôn. Đây. Hàng lớn à. Bộ mẹ con này có giá là 46 triệu nha.
Con là cái 3B rất là mát sữa. Con thì khỏi chê luôn á. Mẹ ruột dây đi tung tăng luôn. Nói chung là trong cái khuôn viên này là anh chủ nhà anh rào lại hết rồi, nên nó có ruột dây đi nữa thì nó cũng không ra ngoài được. Thoải mái ha. Đứng vậy cho đẹp tướng nè. Họ thấy không? Nghe tướng tá ghê không? Đó, tôi trên chuyện của các bạn. Còn cái con pháp kem này, coi nè, trở lại với con pháp kem này nè. Đó, coi lưng dai, đùi đít khỏi chê luôn. Dí dẫn vô đại á, đâu quay trúng mặt anh đâu, anh sợ. Sợ anh lên đây gặp bà nào bà dẫn anh đi luôn. Hồi bà chị bà xách dao rồi bà dí vậy. Nào mình nhìn con bò này. Đồ nó đẹp nè. Đó, đứng tướng rộng rành đẹp không? Nó con bò này không mua mua bò gì đi trời. Chân cẳng nè. Đi thoải mái đi anh. Rất là đẹp bò. Cô chú anh chị các bạn chúng ta coi ha. Lô lộn cái 3B vô em luôn nè. Con cái 3B nè. Trời ơi, nó mát sữa nó lực. Bò này mà rụng lông sữa con cái nữa ha, nó đẹp ha. Còn cái kem pháp nè. Khoảng mét mốt bò. Đó, cái 3B thì khỏi chê, nó độ lực rồi. Chân móng thì theo em quan sát thì chân móng của bò mẹ, chân móng của bò con thì hoàn toàn nguyên chỉnh hết ha. Đó, bộ mẹ con mẹ tàn lớn nha. Đó. Bộ mẹ con có giá là 46 triệu nè. Còn cái con pháp cái này, tơ này có giá 19 triệu rưỡi nè. Con cái 3B nè. À, hiện đang có giá bộ mẹ con là 46 triệu. Mẹ rất là mát sữa ha. Để con cái này. Con cái mà nó lực như bò đực luôn. Thấy không? Nói chung là cái máy quay của em mà quay theo con bò là cô chú anh chị và bạn chóng mặt á. Em chỉ quay từ từ nhẹ nhẹ thôi, chứ mà quay theo con bò mà nó chạy kiểu đó là bò bà con chúng ta coi chóng mặt lắm. Đây, con này có giá 19.500.000 rất là đẹp luôn ha. Rồi thì bây giờ em sẽ sử dụng cái thước ra để hào thử chiều cao của đôi bò cho cô chú anh chị và các bạn ta nhắm xem thử rồi mình mua được hay không. Nếu mà mua được thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. À, em đo thử chiều cao cho bà con chúng ta hẹo ha. Nhớ là trước khi mua là chúng ta nên bò này thì bên em sẽ bật chế độ bảo hành cho cô chú anh chị các bạn, như là cái con bò đẻ rồi á là bật chế độ bảo hành nè. Còn cái con bò mà tơ nè, bò này nè là không có bật chế độ bảo hành nha. Tại sao? Nó là con bò tơ chưa mang thai. Đó, thứ nhất là không có bào chữa, thứ nhì là không có bào lồi tại vì nó chưa đẻ. Nên bên em sẽ không bật chế độ bảo hành cho con bò B đó, chỉ bật chế độ bảo hành cho con bò mẹ thôi. Và cái giá cả thì giá này là giá chốt nha cô chú anh chị và các bạn. Nếu như mà muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên hình. Bây giờ cũng như thường lệ em sẽ đi lại gần con bò cho bà con ta coi, nếu như mà bà con cảm thấy mua được thì cứ liên hệ với em. Đây là chiều cao của con bò. Và em là một người đàn ông chiều cao 1m75 và đang đứng kế bên nó. Chúng ta nhìn thấy nè, cái dàn lưng của nó là em đo là phải 1.5 gang. Mà một gan của em là khoảng 22cm à. Còn con bò mẹ thì nó cũng cô chú anh chị bạn cũng thấy rõ ràng là đang đứng trước mặt em nè. Em thì cũng như bà con cô bác đi, đứng lại gần con bò chiều cao tầm này, mình mua được hay không? Nếu mua được thì cứ liên hệ ngay với em, gọi ngay cho em số điện thoại em để màn hình để chúng ta có thể sở hữu những con bò này. Và mua về làm giống phát triển kinh tế ha, tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động để chúng ta góp phần thay đổi kinh tế gia đình. Nè, mà bây giờ em đo thử nha. Bò này coi chiều cao tầm này. Bò này chiều cao tại phía xa xương khu của nó khoảng 1m33 đến 1m34. Còn con này thì em nhắm cục khổng là khoảng 1m1 bò. Đi đo thử coi. À. Thì nó dao động khoảng 1m1 bò đó cô chú anh chị các bạn. Rồi thì bà con cô bác nào nhắm mua được thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trong hình. Và cuối cái video không biết nói gì hơn là kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem chương trình của em. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.